Xin chào mọi người, tiếp tục video hôm nay mình sẽ gia công ống lót dẫn hướng trục chính của máy khoan bàn. Ống của khách làm theo máy bằng gang, dùng một thời gian đã bị mòn răng, nên khách đem đến mình gia công một bộ ống lót trục bằng thép. Các kích thước mình vẫn sẽ cộng thêm 0,5mm so với kích thước chuẩn, để khi mình đem đi xử lý nhiệt về mình sẽ tiện lại. Bây giờ tới công đoạn bào răng cho ống lót trục. Mình sẽ cần phải căn chỉnh độ cao thấp từ đầu bên này sang đầu bên kia của ống. Điều này sẽ giúp răng đều hơn. Nếu bên nào cao thì răng sẽ bị nhỏ, còn bên thấp thì răng sẽ bị lớn. Gia bào ở đây mình vẫn sẽ dùng loại thép gió HSS và mình đã mài theo module 1.5.
Thường thì răng trên ống lót trục máy khoan thì đều là răng hệ module. Về khoảng cách của mỗi răng thì mình sẽ thực hiện như sau. Mình sẽ đo tâm từ răng bên này sang răng bên kia là bao nhiêu, thì mình sẽ quay bấy nhiêu trên joystick của máy bảo. Cách đo mình sẽ tính từ điểm bắt đầu của răng bên này tới điểm bắt đầu của răng bên cạnh, là sẽ ra được tâm giữa của hai răng. Ở đây mình đo khoảng cách răng của module 1.5 là 4.7mm. Vì vậy trên joystick máy bảo mình sẽ chỉ cần quay 4.7mm là ra được khoảng cách đều của răng module 1.5. Sau khi bào răng xong, mình sẽ gửi đi xử lý nhiệt. Thường thì sẽ mất thời gian là một ngày. Đây là ống trục sau khi mình đã xử lý nhiệt về. Bây giờ mình sẽ tiến hành tiện chuẩn lại các kích thước. Mình sẽ tiện lộ đóng vòng bi của hai đầu ống trước. Những đồ có hình dạng ống như thế này thì khi xử lý nhiệt về rất dễ bị cong và biến dạng. Ống trục này cũng vậy, bên này đã bị co lại, không tròn đều. Nếu như mình không để các kích thước dư để mình tiện lại, thì sản phẩm sẽ không được như mong muốn. Sau khi tiện lỗ vòng bi của hai đầu xong, mình sẽ dùng một đoạn thép và tiện xuống một bậc lớn hơn kích thước của lỗ vòng bi từ 1 đến 2 vạch kích thước ban me.
Sau đó mình sẽ ép phần ống lót trục vào như thế này. Như vậy hai lỗ vòng bi trên ống đã đồng tâm tuyệt đối với nhau. Tiện lần cuối cùng mình sẽ thay lưỡi dao mới và tiện ít lại để trong quá trình tiện sẽ hạn chế được sự đẩy dao. Ok, như vậy là mình đã gia công xong ống lót trục của máy khoan. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mà các bạn có góp ý và thắc mắc thì hãy bình luận ở phía dưới. Cảm ơn các bạn. Bye bye.